Thôi chắc là cứ để đây cho nó chạy đi. Nạp thêm tầm hai cái nữa anh em nhỉ. Có hai ba cái cây lúc đầu nó đã ở sẵn đây rồi, chúng ta tăng thêm hai cây nữa đi. Tăng thêm hai cái máy nữa đi. Rồi giờ xem là cái chặt cây rồi. Iron Chopper à? Wooden. Một cái furnace với một cái rìu. Chúng ta có đá rồi mà, tha hồ lấy luôn. Ui kì. Này nó nhìn thấy tôi anh em ạ. À ở đấy là nó nhìn thấy. Nghe nó nổ đấy anh em. Nguy hiểm quá nhỉ. Thôi cứ để nó xuống đây đi, rớt xuống dưới đi. Vừa vào phát đã làm cái ầm rồi, banh chành cái chỗ này luôn. Ấy bạn Ripper bạn vừa rớt xuống đấy. Nguy hiểm quá. Nếu mà hạ cái xà này xuống một chút thì cũng được, nhưng mà nó sẽ mất cái như tôi nói hôm trước là chúng ta sẽ mất cái khả năng mà cái gì, mất cái khả năng mà chúng ta có thể đứng đây chém tay lấy đồ từ quái. Đó thôi vất tạm vậy đi, nào chúng ta sẽ nghịch chỗ ấy sau. Hiện tại giờ chúng ta đã có công chuyện khác rồi. Mấy cái cục này nó nhiều quá nhỉ. Cát này, niter này, hạt giống các thứ. Làm hai cái furnace, hai cái rìu. Rìu gỗ à? Đủ không nhỉ? Đủ đủ. Hai rìu gỗ em mới làm được một cái à? Thiếu một cái chét nữa đấy, cây kia chưa lớn cơ. Thì em thấy thì cái máy này ấy, nó phải quay về hướng đông cơ. Cái minimap nó sẽ hơi nhỏ anh em, hơi khó nhìn nhưng mà sẽ quay về hướng đông thôi. Slap à, nổ nát luôn cái chỗ kia luôn. Ok, lâu lâu lớn thế ấy, nó sẽ chặt trong ta này, chặt từ trên xuống. À nó dọn cả lá cây luôn luôn anh em ạ, nó sẽ dọn cả lá cây luôn. Ok được một quả táo. Vẫn là bốn khối gỗ à? Chà, thế thì tôi đang nghĩ là chúng ta phải chuyển sang một cái loại cây khác mà anh em ạ. Cái loại này nó sẽ chặt như nào nhỉ? Harvest tất cả các loại cây. Nếu mà loại cây lấy được nhiều gỗ nhất thì nó là cây jungle anh em ạ. Để tôi xem có hạt giống không. Jungle seed. Có Jungle seed có hai. Tôi sẽ trồng trước một một vài cây đi để chúng ta lấy cái hạt giống. Lớn lên, lớn lên, lớn lên nào ạ. Lớn lên. Đây chỉ cần một vài cây thôi. Ủa, có phải cây này không ta? Hình như là cây này anh em ạ. Jungle seed thì nó có một cái thuộc tính là chúng ta có thể trồng được 2 x 2 4 ô cơ. Để tôi từ từ đập tay nó không ra cái hạt giống nào thì toang. Một cái, ok. Hai cái, ba cái, bốn cái rồi.
6 cái luôn ạ. Cất kho. Cái này thì đang dùng gọi là nguyên liệu. Nó nhiều đồ quá mà cái gì cũng cần đấy nha. Nó không vứt vào kho được. Bánh gạo à. Ui, ăn quả bánh gạo này thì. Rồi. Chúng ta sẽ thử ở vị trí này ha. Quên nâng cái này lên đá. Chúng ta sẽ cần một cái rìu đá và 6 cục đá, ok. Rìu đá này. Căng nhỉ, đứng từ đây mà con Creeper nó nhìn thấy nó phát nổ luôn anh em ạ. À, không phải con Creeper nhìn thấy mà lúc đấy con Skeleton nhé. Nó tính bắn tôi nhưng mà nó bắn vào con Creeper. Đấy, thế là con Creeper nó cay quá, nổ luôn. Ok, rìu đá này, đá này. Ta sẽ nâng lên. À, stone chứ. À, stone thế thì cần nhiều phết đấy. Nấu đi, được bao nhiêu được. Trong thời gian này chúng ta sẽ đi làm thêm. Tại vì một cái cây này không đủ. Cây này nó cho có 4 gỗ à, xong mà nó đốt xong nó lại hết luôn. Nếu mà mình đứng lên ngồi xuống chỗ này nó lớn đâu. Cũng được, đỡ phải dùng bột xương. Có cái khu đất này này anh em này. Trước tôi mở rộng tầm 3 x 3 là nó bắt đầu nó xuất hiện động vật, nhưng mà nó xuất hiện có con thỏ thôi. Còn những con khác thì không thấy đâu cả. Chưa thấy đâu cả. Thế tôi đang suy nghĩ là sẽ kiếm một cái chỗ nào rộng rãi. Xong ta sẽ đặt nó ở ngoài đấy. Đây này, còn lỗ lỗ gỗ luôn này. 4 cục gỗ về còn có 3 cục. Này không ăn thua rồi. Này phải dùng cây gỗ khác rồi. Và lấy đá đó. Rồi, cái máy thứ hai. Mà cái máy này lại cần một cái rìu nữa cơ. Con gì kêu ghê vậy? Chúng ta có thể làm cái rìu bằng tinh cơ. Sau đó chúng ta sửa cũng được. Đây. Tôi làm anh em xem luôn. Từ tôi xem cái rìu tinh cơ. Rìu binding với lại tool rod. Làm tất cả gỗ luôn. Lưỡi rìu này, binding này, đó, cái này thì chúng ta sửa bằng đá được. Còn cái rìu kia thì chúng ta hỏng nó vẫn đi luôn. À, chúng ta không nên dùng. Đây chỗ này mình sẽ test luôn nhỉ. Nó ăn 4 ô. 12 cục đất. Chà, cái đất này bị đất khô cằn anh em ạ. Ồ, có vẻ như cái đất này khi mà chúng ta dùng ở trên cát lâu quá nó bị khô. À, răng cồn sapling anh em sẽ trồng 4 cái như này, cho cái rìu vào đây, sapling vào đây,
vấn đề là nó trồng được bốn cái sắp linh hay không, hay là nó chỉ trồng một thôi nó mới là vấn đề này. Đấy, than vào này. Rồi chúng ta cho nó lớn thôi. Cây thì chúng anh em chỉ cần lên một cây là cả bốn cây nó sẽ lên nha. Mà lên cây gọi hơi to luôn đấy, để xem có lên không cơ. Chưa, nhiệt độ đang giảm, nghe vẻ không lên vậy. Lên đi cho anh em xem, test cái này luôn. Cái này thì nó chỉ là 1 x 1 thành ra nó lên cái cây bé lắm. Ok, lên đi, anh em lại bảo là chém gió các thứ. Ta đang bắt đầu bị lạnh này, không biết lạnh này có con gì xuất hiện hay không. Úi, cây toàn cây cao thôi, gỗ rừng mà anh em. Cái loại này nó mọc thì thôi rồi luôn, bất chấp. Dùng gỗ này cũng được, chúng ta có thể thay thế các loại gỗ kia. Chưa lên được. Rồi. Đấy thì mình có thể thay thế bằng cái loại gỗ này cũng được, để chúng ta có một cái lượng gỗ nó chất lượng hơn. Ê, quên, chưa đập lá nữa. Còn cái này có lên không nữa. Có lên đâu, nghe có vẻ không lên vậy. Thì cho bột xương không, không lên, không không lên được. Thử cái này có lên không, tôi đang nghĩ nó bị vướng. Ê, gì vậy? Đấy, có lên này. Cái này nó có chặt không? Rìu hạt dở ấy, sẽ cho vào đốt. Thì đó, cái này mà nó không rụng cái nào, hạt giống nào thì toang này. Ồ, cũng chặt anh em ạ. Ồ, cũng chặt đấy. Nó mọc, mọc đến đâu vậy? Được anh em ạ, cây này nó mà chặt ra gỗ thì nó phải gọi là dùng mòn luôn, nhưng mà lại không ra hạt giống. À, không ra hạt giống là hơi vấn đề đấy. Đó, khi không ra sapling là hơi vấn đề đấy. Trồng tạm cái đây cho chắc ăn ạ. À đây, có. Đấy, nếu mà cây cao như này ấy, nó tự chặt cho chúng ta rất nhàn. Ở đâu chúng ta mà leo tận trên kia mà chặt thì nát người anh em ạ. Đấy, rất nhiều gỗ luôn. Mà tốc độ chặt hơi chậm nhỉ, sao rìu còn sắp hỏng nữa. Chi đa thế. Cái này nó có lên cấp không, có kinh nghiệm, nếu mà nó lên cấp được thì tuyệt vời. Bây giờ đá thì chúng ta không thiếu, chỉ là cái việc sửa chữa nó hơi tốn thời gian anh em ạ. Nó chặt được tầm 16 khúc cây nó đã hỏng rồi. Có vẻ ok đấy. Chỉ là cái vấn đề là nó có mọc lên hay không. Tại vì vừa rồi nó mọc lên là do mình đập cái này ra, đập cái máy ra. Nếu mình không đập ra thì nó có lớn hay không,
và nó có tự trồng được 4 cái sapling hay không. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Cứ để xem, thong thả, chiêu chiêu đợi nó chặt. Sắp xong đấy nhá, được 1 phần 5 rồi. Và sắp hỏng cái cây luôn rồi. Vâng, rất tuyệt vời. Để tôi xem nó sửa chữa nó thành cái cây nào nó ngon nghẻ hơn tí. Nó có một cái thân gỗ à. Thân gỗ. Cái này thì sẽ phục hồi tốc, à quên, phục hồi cái gì à? Độ bền được này. Này, độ bền của nó là tầm 16 á. Độ bền 16 á. Cái độ bền của nó những 132 anh em ạ. Nhưng mà lại học sao độ bền của nó có thể thấp được như thế này. Đây như này cũng được này. Nếu mà nó chặt ở phía bên trong cái máy này ấy, thì nó lại không yêu cầu là tốc độ đào anh em ạ, cái mining speed ấy. Tốc độ chặt của nó không quan trọng. Mình vắt vào đây, vắt vào đây để chạy cái than trước anh em ạ. Hãy về chúng ta cần gỗ chúng ta lấy từ đây ra là được. Đấy, nhà cũng có một lượng gỗ rồi, bây giờ chỉ cần xem là nó có tự trồng lại hay không thôi. Mới được có 4 cái sapling đây, toàn quá nhỉ. Chặt đến đây là hết sapling rồi đấy. Một cây mà nó lấy đúng 4 sapling thì vấn đề, rất vấn đề. Chúng ta có đắc óc này, đắc óc này cũng được, nó giống cây óc này thôi nhưng mà màu nó khác. Óc này gỗ đầu tiên mà chúng ta dùng đấy. Còn đây là jungle đây, óc đây. Cactus thì tha hồ rồi. Giờ mình có thể nối lại cái trụ chỗ này để nó làm thêm đất. Bắt đầu để cho nó làm lại đất để mình có một cái kế hoạch. Bắt đầu chúng ta sẽ làm nông nghiệp anh em ạ. Cái gì đấy? Tiếng nó sẽ hơi to nhỉ, anh em đợi xíu. Ok, sẽ đỡ hơn một chút. Chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nông nghiệp được. Ví dụ như những cái chỗ này chẳng hạn. Để mình xem là cái máy nó không có một cái hướng dẫn gì ở đây cả anh em ạ, thế nó mới đau ấy. Ví dụ như nó có một quyển sách nó hướng dẫn là cái này phải trồng hướng này wood generator điện chạy bằng gỗ anh em ạ, có cả animal farmer nữa cơ. Cái này sẽ giúp chúng ta gọi là giúp các con động vật phối giống, nâng cấp, sử dụng nâng cấp để có thể thu hoạch lông và sữa. Same level as animal. À. Cái này còn có cái killer nữa. Cái này sẽ giúp ta hạ gục mấy con quái ở phía bên trên. Nó phải có cái hút đồ nó đẹp. Đây. Cái mà mình nói là copper generator đây, cái này cho cái máy nào nhỉ, máy đào đúng không, nó sẽ đây cái máy đào này nó sẽ giúp chúng ta tự động lấy được gỗ. Ê, nóng 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 mày nói
sẽ giúp cho ông ta lấy được gỗ. Đây rất kinh, rất rất nhiều loại ở đây luôn. Thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu từ trồng trọt đi, planner. Đây có thể trồng và thu hoạch. Máy phải đặt ở bên dưới mặt đất. Một ô. One block below the ground. Máy này thì công thức cũng giống nhưng mà dùng wooden hoe à. Test luôn nhỉ. Mình sẽ làm một cái hoe. Cái gỗ này. Wooden hoe. Gỗ. Panner đây. Một cái rương nữa. Đây, lát. Planner đây. Có đá thì chúng ta nâng cấp luôn. 17 cục đây nữa này. Lên thành đá. À, nó cũng cần một cái hâu đá nữa. Nhanh rồi. Nó hơi giật giật lắc lắc làm sao anh ạ. Đây. Để xem nó có quay hướng đông nữa không. Điều đạt đây đi. Đây đúng không. Add tool. Đấy nó trồng một. Mỗi một ô ở đây nó mới cay. Đấy là vấn đề đấy anh ạ. Anh à. Gì của mình lên cấp luôn. Trồng mỗi một ô đây. Đấy. Một cây loại này nó cũng cũng không quá nhiều gỗ đâu. Đây chúng ta sẽ cần một cái hole. Hâu này, phiêu này, phiêu lại cần thêm gỗ à? À không, mình đâu cần cái máy này đâu nhỉ? Tại vì tất cả các loại này bây giờ chúng ta chỉ cần thu hoạch bằng bấm chuột phải thôi mà. À không, thế thì test test thử phát. Đó là cái cây gì nhỉ? Potato. Potato phát lên đây. Đây mình sẽ cho nó lớn lên xem nó thu hoạch không ha. Đang có bộ xương ở đây. Đâu thu hoạch xem nào. Có thể là mình để sai chỗ. Sẽ yêu cầu phía bên dưới. Có thể là dưới này à. Dưới này thì lại hơi hơi ảo quá nhỉ. Thật luôn. Dưới này anh em ạ. Để dưới này thì khi nào chúng ta cần chúng ta lại cần phải đi xuống bên dưới à? Con nào đấy? Đó là có mấy con nó không bị hạ gục nữa.
con băng tuyết thì này từ không rớt ra mấy rót à. Ui, sao nhiều con này thế nhở? Con này là xuất hiện tầm đêm này anh em này. Đánh con này nó sẽ rớt ra mấy cái rót. Đấy, tít rót này. Cái này chúng ta sẽ làm được tít powder. Tít powder sẽ làm được thôi. Cái này là nguyên liệu dùng làm chế tạo, chuyển thành dung dịch. Theo mình nhớ cái này là chúng ta có thể dùng làm chất đốt được đấy. Con này thì nó bay lên lúc rơi xuống không chết. Đấy, đấy là ảo. Hai rót. Ở đây thì không có nguyên liệu gì quá là đặc biệt cả. Đớt. Làm sao chúng ta chuyển lại thành đớt nhỉ? Cót đớt. Liquid đớt. Smelter đâu dùng được nữa đâu. Cái máy này hơi Grow Progression. Ồ, nó có thêm một cái dòng Progression nữa này. Cái dòng này là Progression 5% là gì nhỉ? Cho cái máy này à? À, chúng ta sẽ có một cái khu trồng khoai tây ở đây luôn này. Để mình thử xem cái ô bên cạnh nó có chạy không nhá. Xương đâu? Giờ một mớ bột xương luôn. Có thu hoạch mô bên cạnh không? Không à? Đó. Mỗi ô này thế. Thu hoạch mỗi ô này thì chúng ta phải làm những 9 cái ô luôn à? 8 ô luôn à? À vậy. Thực ra làm cái máy này thì nó không đắt. Chỉ cái vấn đề là chúng ta dùng nhiều máy quá đấy. Cũng được thì chúng ta không cần phải động tay động chân với nó nữa, chỉ cần một chỗ duy nhất thôi, trồng tất cả các loại cây cối các thứ ở đây luôn. Mình sẽ làm thêm 7 cái máy nữa. Nghe đầu tư thật sự luôn. Gọi là siêu chịu chơi luôn đấy. 7 cái máy. Mía thì chắc là không cần. 6 cái à. Cái này thì lại cần khá nhiều gỗ đó. Cái tốc độ trồng cây như thế này thì mình sẽ phải ưu tiên một thêm một cái cây một cái máy chặt cây nữa. Thì cái máy chặt cây trước anh em ạ. Cái gì quan trọng chúng ta làm trước. Chopper. Một rương. Nào là hai cái luôn. Chopper wooden.
Stone Chopper. Thêm một cái rìu bằng đá nữa. Ok. Bây giờ quen rồi làm vèo vèo luôn, có đớt. Rìu. Hạt giống. Nguyên liệu. Chà, tốn gỗ thế à? Cái này nó mất một gỗ để nó chặt một gỗ à? Sao nghe nó ảo lòi vậy? Cái sai sai nào nhỉ? Dùng một gỗ để chặt một gỗ thì huề à? Đây là chúng ta phải tìm cách để chuyển cái đá này sang một cái hệ thống tạo nham thạch, xong mình sẽ chuyển nham thạch vào đây. Mình đang muốn test xem là nham thạch nó có hiệu quả hơn hay không. Chứ mà dùng gỗ kia để chặt gỗ này là thấy không hợp lý rồi. Thấy rất là hao. Đây, thêm một cái ông này nữa. Hết nguyên liệu đúng không? Vâng. Có 4 cục gỗ chặt xong một cây, còn có 2 cục. Really? Xem cái này có được. Nếu mà chặt bằng à quên dùng bằng nham thạch mà được thì ok. Các bạn hơi bị điếc tai ấy. Nếu mà nó lên cây to thì mình không nói, cây bé quá chúng ta lại không 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 hiệu quả. Để mình suy nghĩ cái đã. Vừa rồi đứng một lúc thôi, quay ra thấy mấy cây của chúng ta chết hết anh em ạ. Không hiểu vì lý do gì. Mà anh em có thể thấy là có cái dòng là progression 5% các thứ. Không biết nó là cái gì cả, một lúc sau nó bị héo cái cây. Với lại cái chỗ trên này này anh em này, nãy bị cát phủ. Thành ra chúng ta sẽ phải đắp một cái lớp slab đi để cho nó đỡ bị phủ nữa anh em ạ. Tầm này là ok rồi. Mình nhìn lại thì mình thấy chúng ta có thể làm được thêm rất nhiều cái khu ở giữa này nữa này. Nhưng mà mình muốn để chỗ để chúng ta di chuyển nữa nên là chúng ta cũng không cần quá nhiều đâu. Chỗ này thì slab thì chúng ta đắp vào mặt trên ha. Đắp này thì nó đỡ bị cát thổi. Mình đắp tạm phía bên trong trước ha. Ở phía bên ngoài thì mình sẽ đổ nước sao cho nó chảy đi. Đây ví dụ như chỗ này này, anh em có thể thấy cát nó dính vào phát là bị mất mất phần nước đấy luôn. Đấy. Này cứ tưởng là hệ thống tự động ngon xong là ok rồi nhưng mà chưa xong anh em ạ, còn rất nhiều vấn đề. Cái mình nghĩ là sẽ lấy thêm nước đi. Đang nạp thêm nước ở trong này, nước thì tha hồ luôn.
hạt giống và xương rồng rất nhiều. Mình còn làm được tầm hơn 40 cục đất ở đây nữa này. Đấy, lượng xương rồng chúng ta tích cóp được. Rồi bắt đầu lại tháo ra. Đổ thêm phần nước đây. Đây đúng không? Đổ sao cho nó chảy được cái phần xương rồng rớt xuống được các anh em ạ. Đây này. Ví dụ chỗ này làm thêm một ô nữa. Đó, là ok. Nó không bị đọng lại là được. Đấy, sau đây chúng ta lấp lại. Mình sẽ lấp mấy cái ô bên ngoài trước để chúng ta tiện di chuyển ha. À, còn cục xương rồng ở đây nữa. Để thiếu thêm một ô nước ạ. Cục xương rồng thì chúng ta tiết kiệm được hơn 4 cái đã được một xương rồng rồi. À quên, 4 xương rồng đã được một nước rồi. Đắp hết lại không cho cát nó rớt vào. Hỏng hết. Và đối với cái hệ thống tự động gỗ này thì mình thấy là có một cái bên Ox Sapling này có vẻ chạy ok này, còn bên này nó chạy mãi nó không tăng được anh em ạ, thậm chí nó còn thụt thụt cái sản lượng đi cơ. Mất quá nhiều thời gian để nó chặt một cái khúc gỗ thôi. Thành ra nó sẽ bị tiêu tốn rất nhiều. Cái này chúng ta cần phải lưu ý cái ô nào thiếu nước ấy nhỉ, ngoài này đúng không? Đấy, ta dội hết thì tự động là nó sẽ chảy xương rồng về kia thôi. Về sau chúng ta giàu rồi chúng ta có thể áp gọi là đắp kính ở đây anh em ạ, đắp kính lên để chúng ta nhìn ở phía bên trong luôn, xuyên thấu luôn. Đó. Ê, quên. Đắp thế này thì làm sao xương rồng nó rơi xuống bên dưới được nhỉ? Sai. Sai quá sai anh em ạ. Áp đắp phải đắp bên trên chứ, quên mất. Thôi lại đập ra. Hơi lú anh em ạ. Đấy. Cái tội lú đấy. Ta phải đắp ở phía bên trên chứ, đắp ở đây thì xương rồng nó rớt quá sai. Hỏi chấm luôn. Cát bây giờ mình chưa nhiều lắm đâu, khi nào chúng ta phải có một cái máy nó chế tạo được cát tự động ấy thì đấy chúng ta dùng cát nó mới thoải mái. Bây giờ chỉ có thu hoạch từ những cái bão cát thôi thì nó sẽ không đủ.
Và trời sáng rồi. Giờ thì mình sẽ có một cái quyết định, đó chính là đi ra ngoài kia để chúng ta tìm kiếm cái công thức của tinh cơ. Mình có đọc ở phía trang Reddit đấy, trang chuyên về game ấy, thì người ta có bảo là chúng ta không thể nào chế tạo được cái tinh cơ, cái smelter một cách bình thường. Đây, chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta kiếm công thức, và mình rất cần một cái khiên. Cái này là copper stone à, để tránh cái con xương đây anh em, skeleton. Chúng ta cần ít nhất một cái khiên. Đó. Đây, cái này cho vào bubble. Cái này để đâu đây? Không chỗ để luôn à? Khiên thì cầm tay này rồi mà. Đó, chúng ta sẽ cầm theo ít nước, uống nước cái đã. Nước này, thức ăn này, thức ăn là chúng ta phải cầm theo nhiều loại ha. Copper vắt nhà, rương vắt nhà này, giày, giày mang theo, bon meal vắt nhà này, xô mang theo một cái thôi. Còn cái gì nữa? Cát, đất, đá, vắt nhà, đuốc thì cầm theo, xương rồng vắt một nửa nhà. Rồi, ok, let's go. Xô này sẽ đựng nước, phải có một cái nước để chúng ta giảm nhiệt. Ta sẽ tiến về hướng bên kia. Đó là cái khu mà nó sẽ chỉ dẫn cho chúng ta rằng sẽ có một cái lỗi âm thanh à, sẽ có một cái công thức để chúng ta có thể chế tạo về smelter, tiếp tục về tinh cơ thôi. Chứ còn đâu mà đứng mãi ở nhà thì chúng ta không thể nào mà có được cái công thức đây được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến đấy. Sau khi mình đến nơi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ha. Mình sắp đến nơi rồi. Trước tiên thì mình nghĩ chúng ta sẽ đột nhập tòa tháp này trước đi. Trong tòa tháp này nó sẽ có những cái spawner, rất nhiều thứ chúng ta cần phải thử chỗ này. Cái thứ nhất là phá hủy spawner, chúng ta có nhận được cái gì hay không. Sẽ mở dương. Có hai con cả. Rồi, phản đam chứ. Khó thế nhỉ. Có hai con lận. Từ từ, bình tĩnh. Sao trời đã sắp tối rồi. Ăn để tăng máu đấy anh em ạ. Không thế. Cái này hơi khó ha. Chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía ngôi làng trước đi. Cái này hơi căng anh em ạ. Mình còn không kịp vào thì phá spawner là luôn đấy. Còn là 100 mét nữa. Mình cứ tưởng là đứng sát sát đấy thì quái nó không thể nó xuất hiện được. Tại vì một vài cái spawner nó sẽ có cái cơ chế là né. Từ từ, quái xuất hiện ha. Né rồi nha. Đây là cách mà chúng ta có thể sinh tồn ở cái khu vực này. Gặp con xương kia hơi căng rồi. Đồng thế nhỉ. Từ từ.
sẽ để một cái chỗ hở này thôi. Chúng ta có thể tấn công mấy con này mà chúng ta không sợ bị mấy con skeleton tầm đêm nó nguy hiểm vậy đấy anh em ạ. Quái này, chúng ta sẽ quay trở lại khi mà trời sáng anh em.